Vừa qua, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ 1K, đoạn qua nút giao Mỹ Phước, Tân Vạn, thuộc phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Cụ thể, vào thời điểm này, chiếc xe container mang biển kiểm soát 60C28763 lưu thông trên quốc lộ 1K, hướng di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai. Khi chạy tới khu vực nhắc đến ở trên, container đã đâm hàng loạt phương tiện đang đứng dừng chờ đèn đỏ, bao gồm 2 xe tải, 1 ô tô con và 1 xe máy. Chưa dừng lại, container còn tiếp tục lao về phía trước, rẽ trái vào đường Mỹ Phương Tân Vạn. Trên tuyến đường này, chiếc xe đâm trúng vào container khác rồi dừng lại. Tại hiện trường, nhiều người bị mắc kẹt trong các phương tiện gặp nạn không khỏi hoảng sợ, la hét kêu cứu. Những người này sau đó đã được đưa đi cấp cứu. Toàn bộ diễn biến vụ tai nạn liên hoàn đã được camera an ninh khu vực ghi lại và sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip đã nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý theo dõi.